Chào mừng chị, chào mừng em đến ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến buổi số 7. Nào, xin mời Tiến Dũng cho thầy câu số 7. Như thầy là 72. Dịch cho thầy câu số 7. Một trường tiểu học có 221 học sinh, từ khối 1 đến khối 5. Khối 1 có nhiều học sinh nhất. Hỏi, ít nhất bao nhiêu học sinh ở khối 1? Ok, khối 1 nhiều nhất đúng không? Nào xin mời làm như nào, làm như nào? Em đưa thầy ban đầu em lấy 121 chia cho 5. Bao nhiêu? Bằng 45 dư 1. Rồi xong sao nữa? Không sao, bao nhiêu không sao nữa, không sao. Lương Ngọc Anh có anh ra bao nhiêu? Dạ, ra 405 thầy. 405 là như nào? Câu số 7 không? Dạ vâng ạ. À, 221 chia 5 bằng 404 dư 1 ạ. 221 4520 mà 5525 phải là 44. Các em Như chia thế nào nhỉ? em bị nhầm xong bài nào rồi. Kiểm tra lại đi. 4520. Được chưa? Thì 221 em chia cho 5 thì bằng 44 đúng không? Dư 1 đúng không? Thế từ đây suy ra phải là 4 cộng với 1 chứ, bằng là 45 chứ. Thế Dũng hiểu chưa? Hiểu không? Thế trong trường hợp xấu nhất là từ khối 2 đến khối 5 là có nhiều nhất là 44. Đấy. Vậy thì cái ít nhất của khối 1 là 45. Rồi ok, con sửa lại đi. Sửa lại nhé. Rồi nhìn thấy câu số 8 này. Xin mời Ngọc Anh thì câu 8. Sao lưu về cái sổ đó con ra đáp án là 504 ạ? Làm nào đây? Con nói thầy là con có bước lên bậc thứ nhất của cầu thang, có một cách bước, đó Từ là từ nhé. một Đây bước lên là bậc thứ hai của cầu thang. số bậc phải không? Số bậc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, đây là Số cách số khách. Đây là một là mấy? là một ạ, là một Và hai là lên bậc thứ hai có hai cách là một n có hai ạ, bậc ba là mấy? lên bậc thứ ba có ba có bốn cách là một một n hai một một hai hoặc là ba, Rồi, bậc bốn. bậc bốn là bảy ạ, Bảy, bậc năm là mấy? là 13 ạ. 13 đúng không? Bằng này là 24, 24. Tiếp theo là nhỉ? 44, 44, 4 81, 81 149 ạ, 49, 149 274 là bậc số 10, và cuối cùng là 504, 504. 504. Ok ạ. Tiến Dũng hiểu chưa? Có kịp không? Ok. Mày bắt đầu từ cái bậc thứ 4 trở đi sẽ bằng tổng số bước của 3 bậc trước đó. Rồi Dũng cần sửa vào đâu? Nhanh tay nha. Rồi đấy là câu 8. Nhìn thấy câu 9 nào. Là câu 9. Xin mời Tiến Dũng câu 9. Chị mới không biết rồi. Ngọc Anh câu 9.
Con thưa thầy là chọn ba chữ số không hợp lại từ 2, 7, 9, 5, 3, 1. Vậy là số có ba chữ số hỏi bao nhiêu cách, hỏi bao nhiêu chữ số để chia hết cho 4. Con lập ra hàng thứ nhất là 123, 125, 127, 129. Chia hết cho 4. Phải hiểu là À, nhầm từ. chia cho 4 thì hai số cùng chia cho 4. Vậy Rồi. trong set ở đây chỉ có là hai tận cùng thôi. Hiểu ý không? Con hiểu ý không? Mình có AB2 không? Đây này, 2, 7, 9, 5, 3, 1 đấy. Bởi vì một số mà chia cho 4 thì số đó có hai số tận cùng chia cho 4. Và một số chia cho 4 thì đương nhiên số đó phải chia cho 2. Mà số chia cho 2 thì nó chẵn. Hiểu ý không? Mà trong các số ở đây ấy, thì chỉ có là 2 là chẵn thôi. Còn lại 7, 9, 5, 3, 1 đó là số lẻ. Suy ra cái số cần tìm nó là có dạng AB2. Các em hiểu này không? Có hiểu ý không? Đấy. Vậy thì con sẽ làm thế này này. Đây. Thế thì con sẽ làm từng bước một như này. Chưa biết thì con sẽ làm từng bước như này. Nhá. Làm như này này. Đó là một số. Có ghi là gì ạ? Số chia hết cho 4 thì hai chữ số tận cùng chia cho 4. Đấy. Mà số mà chia hết cho 4 thì chia hết cho 2. Vậy thì suy ra chúng ta sẽ gọi cái số cần tìm có cái dạng là AB2. Các em hiểu này chưa? Tiến Dũng với Ngọc Anh hiểu này chưa? Rồi. Vậy bây giờ AB2 thì B có mấy cách chọn? B nó có thể chấp nhận là 12, 32, 52, 72, 92. Như vậy thì chúng ta có B sẽ có là 1, 2, 4, 5. 5 cách chọn không? Em hiểu ý không? Để nó có được kết hợp với hai tận cùng thì nó là 1, 3, 5, 7, 9. Hiểu chưa? Mà là khác nhau, vậy suy ra mới cái chọn. Số 3 số này là AB2 này. Đó. Mà chọn 2 rồi. Thì còn lại là 5 cách chọn ở B là 1, 3, 5, 7, 9. Có một cách chọn ở B suy ra còn lại là 4. 4 cách chọn A thôi. Hiểu chưa? 4 cách chọn A đó là mình trừ đi chứ nào? Trừ trừ số 2 và chữ số ở B. Hiểu chưa? Suy ra có tất cả sẽ là lấy 4 nhân với 5. Còn hai tận cùng là nó rồi, vậy sẽ bằng là 20 số. Để đáp án của chúng ta sẽ là 20. Rồi, con dành 1 phút cho con làm lại đi. Dũng hiểu này chưa? Ok, Ngọc Anh ok chưa? Rồi, nhanh tay nhé. Dạ ăn rồi. Ok con, nhanh tay. Rồi, ok nhé. Đấy là câu 9 nhé. Là chúng ta tiếp tục công câu 10. Là Tiến Dũng. Ương tổ em nhớ vờ nhưng không biết là. Không biết là câu này hả? Ngọc Anh còn nhớ câu này dòng này không? Có gì để không tiến dũng gì được không? Con nhớ. Ok.
Bài này con ra đáp án là 43. 43 chắc không? Nào con làm Con nào, làm làm nào. con lấy 154 bằng 37 cộng 117. Từ từ đấy nhá, từ từ đã. Vân vân vân. Từ Một từ. rồi con lấy 154 bằng 76 cộng 78. Rồi con lấy Không, 76. Ngọc anh em cho thầy một chút. Cho thầy một chút, chỗ này. Mình nhìn lại cái đề đã chứ không, mình không hiểu được đề, hiểu không? Nào, 99 số nguyên. 99 số nguyên được chọn ra từ 20 đến 1. 99 số nguyên được chọn ra từ 20 đến 118. Hỏi là ít nhất lấy ra bao nhiêu số một cách ngẫu nhiên để chắc chắn rằng là có hai số tổng là 154. Tiến Dũng hiểu cái này chưa nhỉ? Ok nhá. Rồi đấy, nào xin mời Ngọc Anh, Ngọc Anh nào, Ngọc Anh nói đi. Ok đấy. Con đơn thể là 154 bằng 37 cộng 177. Vân vân vân, Bao nhiêu? 154. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 154 bằng 37 cộng 117. Khoan đã. Tại sao lại cộng 117 mà không lấy 118? 118. Tại vì nó là số được chọn từ 20 đến 118 số. Ừ. Nên con lấy bắt đầu từ số ở dưới là 117. Sao lấy từ 118 đi? 118 không cộng cái gì đúng số 20. À, Con cứ bảo lấy 36 đi. 118 cộng với 36 bằng 154. Đúng chưa? Rồi con lấy 154 chia 2 bằng 77. Nhưng mà xong dãy số không có Bây hai số giờ ấy, 77 bài tiếp được. tục phải bằng 117, đừng có vội vàng. Cộng với 37 á. Cộng Bằng 116 cộng với 38. 36 ạ. À Để 38. mình sẽ hiểu từ từ. Và chúng ta sẽ có được một dãy số là gì? Nào, lấy 154 chia cho 2 thì bằng 77 đúng không? Hiểu không? Tại sao lại chia cho 2? Để mình lấy được 77 và mình sẽ suy ra được là khi mà cái số này này 118, 117, 116 nó giảm dần thì xuống còn đến nơi 77 là vậy nó phải là 78. 78 vậy phải cộng với là 76 thì bằng 154 không? Tiến Dũng hiểu chưa? Ngọc Anh hiểu này chưa con? Con rồi ạ. Đấy. Hoặc ở trên đây các con sẽ có bằng được số nào? Đây sẽ là 79 này. Cộng với 75 này. Đấy. Thì bằng 78 cộng 76 này. Nó được một chuỗi như vậy. Và lúc này nó tách ra thành hai nhóm, đúng không? Một nhóm là từ 118 cho đến 78. Hiểu không? Một nhóm là từ 36 đến 76. Và nó có một nhóm nữa. Đó là số 77 và từ 35 cho đến 20. Hiểu không? Vậy đây là có cặp được bao nhiêu cặp nào? Từ đây sẽ có những cặp. Có thể lấy 118 trừ đi 77 không? Hiểu không? Thì bằng bao nhiêu đây? Là 118 trừ 77 bao nhiêu? Bằng 41 không? Bằng 41. Hoặc là có thể lấy bao nhiêu nhỉ? Bởi vì nó đến 78 thế này. Đây này, muốn tìm số cặp thế này. Từ 118 này, 117 này cho đến 778 này. Thì nó tính từ 78 cho nên mình phải trừ đi 77.
Hiểu không? Lớp hiểu chưa? Hoặc là mình sẽ phải lấy 76 này. 76. Vậy mình phải trừ đi 35 này. Hiểu không? Bởi vì nó bắt đầu từ 36. Cho nên từ 35 trở về trước mình không tính. Hiểu không? Thì vẫn bằng là 41 cặp này. Đấy. Thế từ đây mình phải là cần lấy là bao nhiêu? Cần lấy sẽ là lấy 99 này. Tổng số các số mà đề bài cho trừ đi số cặp là 41. Sau đó cộng với 1. Đấy, sẽ ra kết quả. Được chưa? Vâng là bao nhiêu? 58 cộng 1 là 50. Bằng 43. Đúng. 59 số. 99 trừ đi 41 thì bằng là 58. 58 cộng 1 bằng 59 rồi. Ngọc Anh hiểu chưa? Nhưng Ngọc Anh là bị nhầm. Được rồi ạ. Sửa lại đi, con sửa lại đi. Con gặp nhiều dạng này nhưng vẫn bị nhầm. Kiểm tra kỹ lại nhá, để không bị nhầm nhá. Rồi tiếp này câu 11 nào. Nào câu 11 nào. Tiến Dũng thế nào nào? Có bao nhiêu số chẵn, có 3 nhiêu số mà tích các chữ số 12. Hãy nhớ là tích bằng 12 thì tích thì nó chấp nhận cơ số 1. Được không? Tách nó ra 12 bằng 1 nhân 3 nhân 1 nhân 2 chứ đi. 1 nhân 2 nhân 6. Đúng không? Rồi 12 sẽ bằng là bao nhiêu nhỉ Ngọc Anh nhỉ? À? 1 nhân 3 nhân 4 không? Nào. Thế từ đây bây giờ với số này 126 suy ra là được bao nhiêu số? 126 này. 162. Bao nhiêu nữa? 216 này. 261 được không? Không. Còn số nào nữa? Sáu một hai được không? Được. Rồi con làm tiếp đi. Tiến Dũng làm tiếp đi. Ngọc Anh tìm tiếp đi. Đây có 134 đúng không? Rồi là 314 đúng không? Rồi 6 số rồi. Còn số nào nữa không? Tìm tiếp xem. 612 này. Ngoài ra chúng ta có là 12 sẽ bằng được là tách nó ra 4 nó ra sẽ bằng 3 nhân 2 nhân 2 thì mình được một số là 300 bao nhiêu? 22. Và một số nữa. Và có một số là 232 nữa. Như vậy có tất cả là 8 số. Ok, tốt lắm. Tiến Dũng hiểu chưa? Đấy, làm cẩn thận ha. Được chưa? Đâu, con làm vào đi. Đọc kỹ đề bài, làm phân tích đề bài, làm kỹ, chuẩn. Rồi, đấy là câu 11 này. Nhìn tiếp này câu 12 này. Nào, Ngọc Anh. Làm tương tự như lúc nãy được không nào? Tiến Dũng hiểu này chưa? Làm tương tự ra bao nhiêu nào? 48 số nguyên từ 8 đến 55. Vẫn là tổng bằng 21.
Hãy nhớ rằng tổng bằng 21 thì nó không phải 55. Cộng bao số nào mà nó phải bắt đầu từ số bé? 8 cộng bao nhiêu? Cộng 13. Hiểu không? Thực ra nó chỉ có mấy số thôi. Bằng 9 cộng bao nhiêu nhỉ? 12. Hết chưa? Bằng 10. 9 À, cộng 12 10 cộng 11. bằng 10 cộng 11. Hết rồi. Đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà có 3 cặp thôi đúng không? Vâng. Rồi đấy. Khi ít số được 3 cặp mình liệt kê nó ra. Vậy thì mình sẽ cần lấy bao nhiêu? Con lấy 10 trừ 8 cộng 1 bằng 3, 48 trừ 3 Lấy 48 này trừ đi 3 số. Thì có 3 trừ cặp đi mà. 3 Đó. cộng 1 Ở đây là có 3 cặp mà. Đó. Đấy. Mình trừ 48 đi trừ đấy, 3 tổng cộng trừ đi 1 số bằng cặp cộng thêm 46. một nhé, bằng là Bằng 46. 46. Nhớ cho thầy công thức là số các số đề bài cho trừ đi số cặp cộng 1. Nhớ chưa? Viết cả công thức vào để không bị nhầm. Rồi, ok, đấy câu 12 này. Tập trung nhanh một chút này, không được kịp rồi. Nào, câu 13. Ngọc Anh ra bao nhiêu bài này? Dịch câu 13 đó. Bạn Dũng ra 1.800. Sao ra 1.800 nhỉ? Có bị nhầm thế nào? Nào, dịch thầy con này đi. Dũng. Cho cân nặng của 6 quả kiwi và 2 quả dứa là 3.600 g. Rồi, giờ dừng Được. lại, dừng dừng dừng. Tao bấm tắt luôn. 6 kiwi cộng mấy dứa? Cộng 2 dứa thì bằng là 3.600 g. Rồi, tiếp theo. Một dứa Cân nặng bằng cái gì? một quả dứa bằng cân nặng của 2 quả cam. Một quả dứa bằng 2 cam. Rồi. Cân Xong. nặng một quả cam bằng ba quả kiwi, hỏi cân nặng Một một quả cam. cam. Một cam bằng mấy? Bằng 3 kiwi. Rồi, nó hỏi cái gì? Hỏi gì? Một cam đúng không? Rồi. Nào xin mời, làm nào. Em như thầy tài người đang trong 6 kg hai dứa bằng 3.600, một dứa bằng 2 cam, hai một cam bằng 3 kg, vậy suy ra một dứa bằng 6 kg. Em thấy hai dứa bằng 12 kg là Được sáu nha. kg cộng 12 kg bằng Được ba nha. nghìn sáu trăm gram Nói từ từ thôi để không ăn theo. hôm nay rồi. Một pi bằng 2 ô, một ô bằng 3 kiwi Một và ô thì một bằng 3 kiwi. Suy ra là bây giờ 2 ô bằng bao nhiêu? 2 ô, 2 cam, 2 cam bằng mấy kiwi? 2 cam bằng 6 kiwi. Bằng 6 kiwi. Rồi. Sao nữa? Vậy thì một một p bằng 6 kiwi. 6 kiwi này, 6 kiwi này mình thay vào đây được không? Hay thay vào đâu? Được. Được ạ. Cách con có 2 cách. Cách một là con thay vào chỗ 6 kiwi đấy Nếu thay vào 6 kiwi đi là là được 2 cam.
là bằng một giữa, 2k bằng một giữa thầy. 2 cam thì nó lại bằng một dứa đúng không? Vâng. Vậy thì từ đây mình suy ra luôn được, nếu mà một dứa thì suy đây là bằng một dứa cộng với Một dứa cộng với cả hai dứa hai bằng dứa bằng bao nhiêu? 3.600 gram. 3.600 gram Xong gram. đúng chưa? Rồi sau đó là Suy ra một ba, dứa bằng bao nhiêu? một dứa bằng 3.600 chia 3 bằng 1.200 gram. Rồi, một dứa 1.200 gram thì nó lại bằng 2 cam đúng không? Vâng. Hiểu không? Thì chỗ này sẽ bằng là 2 cam. Hai can. Hiểu không? Hai Thế từ can đây thì mình một suy can là ra là sáu 1 cam thì bằng mấy? một 1.200 can bằng chia cho một 2 200 chia 2 bằng 600. bằng 600 gram chứ. Vâng. Như vậy đáp án phải là 600 can. 600. Tiến Dũng Ngọc Anh ok chưa? Đúng rồi. Cách thứ Rồi. hai của con là con lấy hai dứa bằng 12 kiwi và lấy 12 cộng 6 bằng 18, kiwi bằng 3.600, một kiwi bằng 3.600 chia 18 bằng 200 gram. Người ta sẽ hỏi là 13. một cam bằng bao nhiêu kg, thì con lấy 200 nhân 3 bằng 600 gram. Ok, rồi đấy cái nặng được nhé. Rồi Dũng làm lại đi, sửa lại đi. Thầy đã chuẩn rồi nhé, tao còn thôi. Rồi tiếp thầy câu tiếp theo này. À, câu 14. Câu 14 là bao nhiêu đây? Có bao nhiêu số lẻ? Ba chữ số mà mỗi số chứa chữ số 5, chứa chữ số 5 và không có chữ số nào đọc lại. Bao nhiêu số lẻ chứa chữ số 5 mà không có số nào đọc lại? Tiến Dũng Ngọc Anh làm bài nào nhiêu? Chứa chữ số 5 nhỉ? Chứa chữ số 5 nhưng mà lại không có chữ số nào lặp lại. Nước luôn đầy ra đấy xong bắt đầu nổ mà đâu. Tức là bởi vì nó là số lẻ đúng không? Câu này rất là khó, rất hay đây này. Để ý này. Alo Dũng con thấy chưa? Số lẻ này, ba chữ số này mà Xem chứa quả này đấy. chứa chữ số 5 ấy, nó sẽ có xuất hiện một chữ số 5 mà không lặp lại, nó chỉ có một chữ số 5 thôi. Vậy mình có cái dạng số 1, đó là AB, à 5AB, hiểu không? Dạng thứ hai là A5B. Dạng thứ ba là AB5. Hiểu không? Hiểu ý không? Hiểu ý không? Khi mà 5AB ấy, thì B này có 5 mà đây là số lẻ rồi. Có 5 số lẻ trừ một số lẻ vậy B còn 4 cách chọn thôi. Hiểu không? Có hiểu chỗ này không Dũng nhỉ? 4 cách chọn là 1, 3, 7, 9. Hiểu không? Thế còn A, A này có mấy cái chọn gì? A chấp nhận số 0 nhưng mà trừ đi 5 và chữ số ở B, vậy còn là 8 không? 8 nhân 4 được 32 không? Ngọc Anh hiểu này chưa? Rồi ạ. Thế còn 5AB, 5 đây rồi. À AB5 thì B đây vẫn có 4 cái chọn đúng không? Không, cách chọn là A là 8 cách chọn. Không.
A mà trừ đi 5 vào một số đây là còn 8, trừ đi 0 nữa A B, A thì cũng 7 thôi. là 7 không tính không. Được 28 này. Được 60 rồi nhá. Cái này thì mấy nhỉ? A này có 8 đúng không? A có 8. Bởi vì trừ đi 0 còn 5. 8. Đây cũng có Sao 8 còn này. B là bằng 8. 8 x 8 bằng 64. Được 64 này. Được. Lấy 32 cộng 28 là 60 cộng 64 là 128 thì chuẩn rồi này. 128. Con ra 124 chứ. con 124. Con ra là con mình làm cách liệt kê 105, 110, 15 124. đến hết. Để hết hàng 1 là có 13 số nhân với cả 13 nhân với có 9 hàng trăm. Con làm vậy đến lâu không? À, 8 hàng ơi, con loại trừ số 5 bằng 104. Rồi con tìm ở hàng số 5 là 501, 503, 507 và 509. Có 4 nhân 9 bằng 36. Con lấy 104 cộng 36 bằng 140. Sai. Đi nhầm. Nó chỉ có 3 dạng thôi, A5AB, AB5, A5 A5B và AB5 thôi. Được không? Con sửa lại đi. Nhá. Bài này rất hay và khó đấy. Được. Bài này không có bài nào cũng làm ra được. Thế này. Để ý từ dạng này cho suy ra những thay số khác là 6 7 8 9 2 1 2 3 4. Được chưa? Được chưa? Chú ý câu này nhá, câu này là câu quá là hay mà khó rồi. À, câu 15 rồi. Tiến Dũng gì câu 15. Có bao nhiêu cách cách để sắp xếp các chữ cái trong trong từ rainbow rainbow bằng các chữ cái a b và giờ và giờ Theo cái thứ tự theo thứ tự cửa ABC A bên nhớ là cạnh nhau nhé, ABR là cạnh nhau là together, cạnh nhau này. Đây là in inner order là theo thứ tự. À, có bao nhiêu cách để sắp xếp cái chữ chữ này? Biết rằng là các cái chữ cái này theo ABR này theo một cái trật tự là nó đi theo trật tự này mà nó cạnh nhau. Bao nhiêu cách? Khi mình có được là ABR đúng nào, nếu ABR đứng trước ở đây ABR đây, thế còn lại mấy chữ nữa? Bốn đúng không? Thì đây, ví dụ chữ Y ở đây. Còn 4, N ở đây. 3, 2, 1. Đúng không? Hiểu ý không? Hiểu ý không? Như vậy mình có được là 4 khi AB, ABR ở đây.
Mình có 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 bằng 24. Đúng chưa? Hiểu ý không? Alo, Ngọc Anh với Tiến Đức hiểu không? Con Bây hiểu giờ rồi ấy, ạ. cái chữ ABR này nó vị trí ở đây. Bây giờ nó thay sang đây vị trí cho 4. Sau đó nó thay tiếp cho 3, thay cho 2, thay cho 1. Có nghĩa là nó sẽ có được là 4, 3, 2, 1, ABR ấy. Hiểu không? Đấy. Tức là ABR này nó có 5 vị trí. Hiểu không? Và mình có được là ABR có 5 vị trí. Vậy từ đây mình suy ra là có tất cả là bao nhiêu? Đấy, 24 nhân với 5 bằng 120. Ok chưa? Lớp hiểu chưa? Tức là khi ABR đứng trước thì mình có 24 cách. Vậy ABR đứng vị trí số 2. Đứng từ trái sang, tức là đang là vị trí số 4. Chứ 24 tương tự như vậy cho đến đây thì có tất cả là 120 cách. Ok chưa? Vậy là nốt thành cái câu còn lại từ câu 16, câu 16 đến hết. Sau đó thì các con sẽ làm cho thầy. Cái này bị nhầm nhá, cái này bị nhầm nhá, nhớ nhá. Cái này cô vừa bị nhầm này, cái này không tính nhá. Cái cuối cùng cái này nó chính là của phần hình học mà. Để cô sẽ gửi lại cho các em. Rồi, các em về làm phần còn lại, sau đó thì làm về cái link mà cô đã gửi ở trong nhóm nhá. Thấy chưa? Để buổi hôm sau chúng ta sẽ chữa nhé. Rồi chữa link, chữa cả phần này luôn, nhanh nhé. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trò vẹn vào ngày hôm nay. Hẹn lại anh chị và con vào hôm sau. Ok, bye bye nhé. Dạ, con chào thầy. Chào các em. Em chào thầy.